Xin gửi lời chào đến 501 anh em. Hôm nay mình tiếp tục mình chia sẻ cho anh em xem mình chỉnh sửa lại một cái cây mai gừng để mình chơi Tết anh em ơi. Thì cái cây mai này mình nhổ ở ngoài tự nhiên á, thì mình cũng không biết nó là mấy cánh, chắc có lẽ là mình bao với anh em là 5 cánh luôn. Chứ năm nay năm đầu tiên nó có bông, thì mình cũng chưa biết cái mặt bông nó ra làm sao. Thì cái mai này mình nhổ cách nay 2 năm mình trồng, thì bây giờ nó cũng được bằng ngón tay, bự hơn ngón tay út chút xíu anh em ơi. Nhưng mà nó vẫn có cành nhánh, nó vẫn có bông ha, nó rất là xum xê luôn. Cây này là cây tự nhiên, mình không có ghép nghe anh em đó. Thì hôm nay mình sẵn dịp này mình chỉnh sửa lại để mình chơi Tết anh em ơi. Thì cái công đoạn chỉnh sửa do mình giữ lại cái nụ hoa để mình chơi Tết thì mình làm rất là chậm, mình không có quay cho anh em xem ha. Thì bây giờ mình đã chỉnh sửa nó sơ sơ xong rồi nè anh em. Đó anh em, mình cũng cắt bớt lá để cho nó nuôi cái nụ cho nó mập. Chứ rồi cái cây này hình như nó hơi ốm anh em ơi, cành nhánh nó ốm nha. Đó, giờ nó có một cái cành rơi rất là dài luôn. Mình định sang năm thì mình cắt ngay chỗ đây nè. Đó, mình cắt bỏ ở đây, rồi bên đây nữa là mình cắt bỏ hai cành đó, mình nuôi lại một cái cành đổ dài này thôi, để cho nó đổ dài xuống luôn. Cái phong cách mình thì anh em cũng biết rồi, mình phái cây đổ thôi. Đó, anh em xem nụ nè, quá trời nụ luôn thấy không, cây tự nhiên mà nụ vậy đó. Do mình khổ luyện nó quá, nó già cằn cỗi cho nên nó rất là nhiều nụ qua anh em ơi. Thì cũng không có gì đâu, cũng chỉnh sửa sơ sơ lại rồi quay cho anh em xem chơi cho vui thôi. Có nhiều anh em nói cây mai còn nhỏ quá sao có bông được. Nè anh em thấy không, có chút xíu nè, bằng ngón tay út cái gì mà nó vẫn có cành nhánh, rồi nó vẫn có bông đầy đủ anh em ha. Nhưng mà bông bự nhỏ thì mình chưa biết, do mình cũng có khá là nhiều cây năm trước nó cũng có bông rồi đó, nhưng mà mình không có để ý, mình không có làm dấu nó. Cái tán ngang của nó cũng khoảng 7 tấc anh em ơi. Còn cái cành đổ này chắc cũng cỡ 7-8 tấc gì đó. Thì sau này mình nuôi luôn cái cành đổ đó đó, cho nó dài xuống. Rồi quay cho anh em xem chơi cho vui thôi. Xin chào và tạm biệt tất cả anh em ha. Xin hẹn gặp lại anh em trong những cái clip kế tiếp nha. Rồi xin chào.